Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là cách làm trắng da cùng với cà chua thì Trang có hai phần chính muốn gọi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên Trang sẽ trả lời cho tất cả các bạn tại sao cà chua làm trắng da và cách làm trắng da cùng với cà chua như thế nào. Và thứ hai giới thiệu đến các bạn viên uống kết hợp giúp cho bạn trắng da hiệu quả khi dùng cà chua. Nếu các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Khi nhắc đến cà chua trong quá trình làm đẹp thì Trang rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một trong những cái nguyên liệu mà Trang sử dụng trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp cho mình mỗi ngày. Bởi vì Trang rất yêu thích những cái sản phẩm từ thiên nhiên cũng như những sản phẩm chất lượng thật sự đưa vào cơ thể của mình. Và cà chua là người bạn chân ái mà Trang tìm đến. Nếu như các bạn đã theo dõi Trang trong suốt những năm vừa qua thì các bạn sẽ thấy làn da của Trang cải thiện rất nhiều và ngày càng trẻ trung, tươi tắn, mịn màng cũng như căng bóng, mặc dù Trang không sử dụng bất kỳ các sản phẩm kem bôi nào lên da của mình hết. Đó là một trong những cái quá trình mà chúng ta cần phải nỗ lực, kết hợp đúng, dùng đúng thì sẽ mang đến hiệu quả. Tại sao cà chua lại có khả năng làm đẹp cho làn da? Bởi vì cà chua chứa các chất chống oxy hóa cực kỳ có lợi, đặc biệt là vitamin C, vitamin E, beta-carotene và các chất khoáng bên trong cà chua nữa. Cho nên đây được xem là một trong những món quà làm đẹp tuyệt vời, giúp bạn dưỡng da trắng hồng mịn màng từ sâu bên trong, tẩy đi cái lớp tế bào chết một cách nhẹ và dịu dàng, đồng thời nó giúp cho da của các bạn loại bỏ những đốm nâu cực kỳ hiệu quả, mang lại cho bạn một làn da trẻ trung mịn màng các bạn nhé. Cho nên sử dụng cà chua trong làm đẹp luôn được mọi người yêu thích và Trang rất tâm đắc về cái sản phẩm cà chua này khi dùng để làm đẹp cho mình từ thiên nhiên hoàn toàn lành tính, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như tiết kiệm được cái quá trình chăm sóc da của mình nhưng lại mang đến cái hiệu quả không ngờ. Và sau đây là những cách đơn giản nhất để bạn sử dụng cà chua để làm đẹp. Trang thì chỉ sử dụng cà chua trực tiếp lên da thôi, có nghĩa là Trang sắc thành những cái lát mỏng như vậy, mỗi bên là một lát. Trang sẽ massage một cách nhẹ nhàng lên da và sau đó sẽ để cho cái dưỡng chất này thấm vào da rồi. Và tiếp tục Trang sẽ massage một lần nữa và để cái dưỡng chất này khô đi và sau đó đi rửa mặt và lau khô thôi. Và lúc này khi bạn sờ lên da thì bạn sẽ cảm nhận được da của mình nó mịn ra luôn đó. Ngay lần đầu tiên các bạn sử dụng luôn, cho nên các bạn thấy hiệu quả cực kỳ bất ngờ. Hoặc đơn giản hơn nữa, bạn ép lấy nước cà chua kết hợp cùng với mật ong, nguyên chất đó, khuấy đều lên. Bạn có thể nhúng mặt nạ giấy vào để chúng ta đắp lên da để hưởng hết tất cả những cái dưỡng chất cũng như thấm sâu vào bên da và giúp cho bạn thư giãn hơn rất nhiều. Nhớ là thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần để cảm nhận được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn kết hợp cà chua cùng với nha đam. Có nghĩa là ép lấy nước cà chua cùng với cái phần trắng của nha đam đã xay nhuyễn ra rồi đó, bạn trộn lại với nhau và thoa đều lên mặt, lưu lại phải 15 phút, thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần để cảm nhận được cái hiệu quả chăm sóc tuyệt vời. Hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta sẽ ép lấy nước ép cà chua để uống vào cơ thể. Mỗi ngày chỉ cần 2 trái cà chua thôi. Nhưng mà riêng Trang thì rất thích uống nhiều cho nên mỗi lần ép Trang uống từ 4 đến 5 trái lận. Như vậy thì bạn vừa cung cấp những cái vitamin khoáng chất vào cho cơ thể của mình, chống oxy hóa từ sâu bên trong và hỗ trợ làm đẹp da. Tuyệt vời hơn nữa là bạn kết hợp cùng với việc massage cà chua từ bên ngoài vào mỗi buổi tối nữa thì da của các bạn sẽ cải thiện một cách trông thấy. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là bạn kết hợp cùng với Orineo Collagen. Đây là viên uống Orineo Collagen mà Trang kết hợp giữa bộ đôi chăm sóc cà chua cùng với Orineo Collagen, mang đến cái làn da trắng hồng, mịn màng từ sâu bên trong, da của các bạn khỏe, đàn hồi và mang đến sự ẩm mịn một cách tuyệt vời nhất. Đối với những bạn nào đang gặp vấn đề về nám da tàn nhang thì đây là sự kết hợp tuyệt vời cho tất cả các bạn. Các bạn thử xem, kết hợp một liệu trình cùng với việc sử dụng cà chua thì bạn sẽ thấy da của bạn sáng hồng như thế nào. Đây không phải là lời quảng cáo mà là những gì chia sẻ và cảm nhận thật khi Trang sử dụng giữa cà chua cùng với Orineo Collagen. Nếu như bạn hỏi bí quyết chăm sóc da của Trang là gì thì đơn giản chỉ như vậy thôi. Này sẽ mang đến cho bạn một làn da đẹp. Nếu như bạn kiên trì theo Trang thì tất nhiên da của bạn sẽ đẹp trông thấy và trẻ trung tươi tắn mỗi ngày. Đó là những gì mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn. Cũng như khi nói đến cà chua thì Trang rất yêu thích về cái loại mặt nạ thiên nhiên này. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, bạn lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.